Ok, mình đã quay trở lại đây. Sau một hồi loanh quanh, thì mình đã đến được cái tòa thành này, tập thành nhiệm vụ. Chạy bộ khá lâu, mình còn chạy nhầm đường. Và mình có đi trên này mình mình đánh sập cái tổ quái vật ở trên này nữa. Nhưng thôi mà kệ, cái lúc ấy nó cũng không có gì cả, chỉ là mình đặt bom một tổ quái vật cho nó nổ như mọi khi thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi lên đây đi, vào trong thành xem mà tình hình thế nào. Với anh nóc này lắm, cháu phải nào khóc. Ai khóc đây, có bụt đây. Bà kia khóc à? Nhưng mà chắc là không có gì đâu. Kiểu dân dân như kiểu dân tị nạn ấy mà. Bỏ đi. Đéo nên giờ mới khóc ấy nhỉ. Khổ. Ok. Sao? Muốn gì? Nó bảo không được vào. Phải có giấy tờ. À, tao có giấy tờ mà. Đây, tao có giấy thông hành đây. Mình có giấy tờ không còn là lăng nhăng. Ơ? Thì? Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. À, may quá nó vẫn cho mình qua. Ok, khá ngon. Nhưng mà nó không cho mình đi vào à? Come on now. Tránh anh à? À, may quá. À, mình không thể phi nhanh ở trong ngoài được. Đây là nội thành, thành phố và đường hẹp nên mình không được phép phi ngựa nhanh. Ok. Bây giờ mình sẽ đi đến đây, mình có chỗ phát ra vào rồi, bắt đầu từ đây để đi, mình gọi phát ra vào lên đây. Ok. Khá là thơm. Cái thành này một cái thành khá là lớn đấy. Bây giờ, à khoan đã. Mình hình như mình có thể cắt tóc được. Đúng rồi. Hay quá. Cái thành này là thành mình có thể cắt tóc được này. Bây giờ mình sẽ đi lên đây và mình thử cắt tóc cho nhà nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây mình cắt thử tóc rồi mà. Hello. Lần đầu tiên đi cắt tóc của một game này. Greetings, master. What can I do for you? Got a razor and shears? Good. Make me look decent. Ok. À, cắt tóc này nó cũng ở trong một cái bản DLC. Bây giờ mình sẽ cắt tóc trước đi. Nó có nhiều lựa chọn lắm. À, mình thử xem nào. Thỉnh từ thử từng kiểu xem. Giờ mỗi cỗ kiểu mất 10 đồng đấy. Đéo đùa đâu. Kiểu này là kiểu undercut à? Nhìn mỗi kiểu mất 10 đồng à, nó không cho mình nhìn trước à? Mình vừa nghe tiếng tiền rơi hình như là mất tiền đấy. Kiểu này nhìn cũng được ấy, nhưng mà để mình xem, mình muốn thử kiểu khác nữa. Nếu kiểu thử mất tiền á thì game này nó cho mình nhìn trước ạ. Xem còn kiểu nào vãi. Kiểu này giống kiểu Diệp Cô Thành vậy. Nhìn như kiểu là kiếm sĩ điên ấy. Cái gì đây? Mỗi lần mất 10 đồng ạ, cay. Ui. Nhìn trông như kiểu fantasy nhỉ. Kiểu được đấy. Mỗi lần mất 10 đồng ạ. Hơi bị sót liền lắm. Quá anh cứt. Kiểu này trong bụi đời chợ lớn quá. Kiểu quấy mà.
gặp kiểu ấy như kiểu kiểu như kiểu đại ca ấy nhỉ, nhìn vuốt hết đằng sau cũng khá chất. Thôi nhưng mà mình thấy thích kiểu này này. Cái thứ ba này mất hơi nhiều tiền đấy. À đâu, không phải kiểu thứ ba, nhầm rồi, kiểu thứ hai hay kiểu thứ tư đây. À có một kiểu này mình chưa thử này. Kiểu A kiểu này kiểu bình thường. Mẹ bất mẹ ăn đồng. Thôi rồi, lấy kiểu này đi, kiểu này đi. Thôi bị tí ra chờ mất mấy trăm đẹp. À, lại nhầm rồi. Kiểu nào nhỉ? Kiểu này đúng không? Hơi lặng ở trong. Thôi rồi, kiểu này cũng được. Giờ còn kiểu dâu. Cái này nếu cho mình thử trước khi cắt game để cạo hết. Ok, đây là cái gì? Nhìn này trong trong đại ca vãi đái. Kiểu thứ ba này nào. Đây. Kiểu ấy giống kiểu kiểu mấy ông đua xe. Vãi cả đái ạ, nhìn gọi già vãi. Cái này cái gì? À mình để râu bình thường đi, mình cũng muốn để râu hơn là mình cạo hết, sợ này. Muốn để râu hơn. Ok, sau hồi nghịch ngợm quyết định để cái này, nhìn cho chắc. Ok, thế thôi, mất không biết bao tiền rồi đấy, sao là mất hơn trăm vàng. Thôi cũng được, nhìn cái kiểu fantasy. Nhưng thực sự cái tóc này nhìn không hợp với cả game lắm, thực sự là thế. Thôi bao giờ mình chán mình lại đổi lại cũng được. Sao ạ? Đúng là không hợp lắm. Nhưng thôi kệ cha đi. Để này em được. Để này cho lãng 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 tử. Để có một quán quán rượu này. Đây có món xin này. À từ từ. Mình phải vào đây mình nhận mấy cái nhận mấy cái này. Từ từ, lấy cái đồ đây không? Quyển sách. Quyển sách không? Quyển sách đang đọc rồi, nó mờ mờ, lấy cái đọc rồi. Ô, tôi chết rồi. Rồi, em xin lỗi. Cháu ổn rồi. Không ổn rồi. Đi.
Một fan chết nhảm ạ. What? Mất tiền á? Cái gì? Sao lại mất tiền? Đi. Không được rồi, lốt lại. Nghịch ngu rồi. Đây có một cái điểm lưu gần nhất là cái đoạn lúc mình vào thành. Hình như thế. Cái điểm lưu gần nhất đây là đoạn lúc mình vào thành. Cho lốt lại đoạn này thôi. Nè, ai biết được, tự nhiên đang nó phải thông báo mình là chỗ đây không rút được chứ, nhéo hiểu. Đang ở trong cái thành rộng này mình cũng không thể chạy ra ngoài được, lính đông lắm. Một cơ quái mình còn đang cầm nhiều tiền nữa chứ. Nhảm nhí thật, chết pha nhảm nhí quá. Mọi lính này kinh thật, lính cấp 21 ạ. Nhớ hiểu, mọi lính nghe nó khỏe hơn Witcher hay sao mẹ. Sao lúc đi giết quái không nhỏ đi giết luôn mẹ đi. Đây. Lốt lại đoạn này rồi. Bỏ lên gọi này. Khổ thân tôi. Cái này đi cắt tóc lại à? Kiểm tra lại tiền không? À, tiền vẫn còn. Ok. Khổ thân tôi, và còn nên đi cắt tóc lại xong rồi quay tiếp. Ok, xong rồi. À, chạy cho nhiệm vụ. Đéo phải xăm chỗ đây, mình đi ướn ạ. Thôi là này không đi nút chúng ta lung tung nữa. Không nhằm nhất, nhằm tẹn lung tung nữa. Ra chỗ này ra chỗ này lấy hết mấy cái này đi. Mà lấy những cái hợp đồng này. Khá nhiều hợp đồng nhiệm vụ. Rất nhiều hợp đồng nhiệm vụ luôn. Nhưng bây giờ mình đi làm nhiệm vụ chính trước đã. Xem nào, đi đường nào. Đéo chỉ đường mình ở đây, đi thẳng lên đây là thấy nó. Đi thẳng lên đây là đến rồi. Chỗ nào nhỉ? Trong này à? Đâu nhỉ? Lối vào đâu? Ở đây. Chắc đây à? Hello? I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Sao nhìn mình chất vãi. Wait a moment. I'll fetch her straight away. Nhìn hơi bị fantasy. Lãng tử. Mèo. You're looking for me, and who might you be? My father sent you. Yeah, to see if you're still alive and well. Đây con gái bá tước này. I'm quite alive and extraordinarily well. Mặt giác mà nhìn thế vậy. Best than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Cha cô lo lắng cho con. Got every right to be angry at your father. But he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. Cô
cô đấy đúng không? Đấy là con lừa. Rồi, ông ấy quan tâm đến cả hai người. Hóa giải gia đình ra. Finding you and your mother seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before, especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? À, kể cho nghe câu chuyện cô. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Cái này thì đương nhiên là mình biết rồi. Bố đánh ai nữa. Nói về mình hỏi chuyện gì xảy ra với mẹ. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hand. Thầy Tông thì hình như là mẹ ảo con này bị dính ra quyền gì đấy. So fierce, my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Mình không muốn nhắc lại cái chuyện này. Giờ con sẽ làm gì? What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Người bạn đầy quyền lực á. Người bạn này ai? Who are these friends if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Có nghe bọn giáo sĩ đấy rồi. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the Eternal Fire? Ngọn lửa vĩnh hằng, ngọn lửa đảo á. It gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Bọn giáo sĩ, bọn lừa đảo mà. What about your ông cho mình mới giết thằng xong. Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life. Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Mình nên bảo nói nhảy để cho con nó biết là ông Nam Tước ông rất muốn. I thought your mutations cleansed you of humanity, stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Anh không cần nên đột biến đột. Câu nói rất là hay. Câu nói rất là hay của nó. Hero. Haven't introduced yourself though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it.
As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church okay. of the Eternal Fire thank you. Where are you going to take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Okay, đưa cái Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Okay. Thôi con này nó lớn rồi, cũng để cho nó lựa chọn. Hay. Thế cuối cùng là không đưa con bé này về. Mà nó đi theo cái bọn giáo sĩ ngọn lửa vĩnh hằng đấy, không đáng tin thế nào. Toàn nhưng mà mình cứ lút nổ chứ. Ok, bây giờ đến lượt nhiệm vụ tiếp theo. Đấy là bây giờ đi tìm bà mẹ. Mà lại phải quay về tận đây. Khổ. Bây giờ quay về để báo với cả ông kia là con kia không chịu về. Lút ạ. Báo cáo gì thì cũng lút ạ. Đây một cái quyển sách mà. Một quyển sách lắm muôi nhỉ, đây lắm muôi. Đẹp không biết bao nhiêu cái muôi đấy. Đây cái quyển sách này mình đọc rồi, mấy quyển sách nó bị kiểu nó bị mờ đi, nó nghĩa là mình đọc rồi. Khá nhiều nước để mình có thể ở đây, chỗ này mình có thể tắm. Ra chuẩn bị tắm ở đây và mình vầy cho nó bẩn. Hết rồi. Quét hết nhà này luôn. Đéo thì còn cái giáo phái ngọn lửa vĩnh hằng này có vẻ rất là lớn. Ok. Rất công bình, nó ngồi đi lúc nào vậy? Cho lúc tí đồ nhá. Mất công đến đây cho xin tí đồ rồi về. Lại một quyển sách như cái quyển sách lúc ấy. Thôi nhà hết rồi. Đi về rồi. À tư. Thử mình thử vào trong chỗ thằng thợ rèn ở làng ấy xem nào. Xem có gì ngon không. Xem mình có chế được cái gì không. Lúc ấy mình nhặt được một cái bộ giáp. Công thức chế bộ giáp. Cái gì? Cái này là gì? Thấy không? Ngau đá à, nó bắn giường, bắn ghế, hiểu không? Bật lửa đi nghe. Nó thợ rèn đâu? Nó bảo có thằng thợ rèn đây mà sao không thấy đâu nhỉ? À, hay là cái này? Cái búa này là thằng thợ rèn mà. À, bên trên à? Khổ nhỉ. Mày đi trong cái làng nó đông người quá, bị tuột FPS. Đây có cái bàn sửa giáp. Bàn sửa giáp thôi, thế chứ không phải thợ gen, mà đây chỉ là cái bàn sửa giáp thôi. Đây nó đây này. À đây cái bàn sửa giáp. Tăng cường giáp, mới cả đây là tăng cường kiếm.
Cứ tưởng là thợ rèn. Thế thì trong cái thành đấy có thợ à đây, thợ rèn à. Đây rồi, thợ rèn chế giáp, ngon. Để thử ra xem là nó có chế được mình cái giáp mà mình vừa nhặt được lúc đây không. Đâu, nhà đâu? Đây à? À trong này, trong này, trong này. Hello. Greetings. My my, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So this, the Redanian army order, but there's no pleasure in it. Cái thời đại chiến tranh này thì thợ rèn mới được nó. Looking to perfect your craft. Of course. Crafting like plowing a maid. Không như thế cái. Đúng là họ phóng bãi ra anh này. Mà vãi lìn. So, got any special requests for me? Help me stay on form. Still talking about armor, aren't we? Okay. What else would it be? Tôi muốn ông chế tác vài thứ. I actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Mark my words, you'll be satisfied. Ok, đây. Ô, oh, cái giáp mà lúc mới mình nhặt được đây đúng không? Cấp 30 ạ. À? Hiểu không? Hiểu. Cấp 30 đấy đâu ra? Đây cái giáp này là bộ này là bộ này cấp 8 này. À bộ này cấp 9 này. Bây giờ mình mới cấp 6 ạ. À. Cấp 7. Bộ này cũng ngon này. Hai mươi lăm giáp bữa nay cũng ngon này, nhưng mà cũng chưa đủ, cấp 8 mới đủ cơ. Bounty Hunter mấy bộ cấp 24 này thôi nghỉ đi. 30 ạ, nếu đỡ được. Ôi lấy đâu ra cái bộ lúc ấy mình tìm được, hình như là bộ bộ này này. Bộ Super Rio này cấp 30 cơ, còn lâu. Giày này cấp 10 này, bộ này cấp 30 thì đến bao giờ mới kiếm được. Thôi nghỉ. Xem thằng nó bán gì không. Nó bán một cái giáp khá là ngon. Giá 500 thật thế. Thôi. Mặc dù ngon thật thế nhưng mà để lên cấp thì mình mua cái bộ khác đẹp hơn. À mình kiếm bộ khác. Cái này 31 này. Đang phân vân với việc bán với cả việc tách. Thử phân tách xem là được bán được cái gì. Ở đâu đây phân tách xem nào. Cũng không được cái gì ngon lành lắm. Phân tách cái này trước đi. Cái rẻ này có 14 này. Chỉ. Đéo hiểu cái này cũng được chỉ mấy cả dây sợi, mấy cả da phơi. Thế nó mỗi cái dây sợi mà đắt thế. Ta lấy cái này. Cái phân tách hết 49 à, đắt thế. Thôi phân tách cái này đi. Mà tách cái giày đi. Phân tách à. Ồ cái này được tấm thép rồi này. Mất 23.
da phơi bông 15 con tay ca. Mấy viên ngọc này phân tách hết 70 đắt thế. Còn mấy ngày bán đi. Chứ không gật cho tớ. Phân tách cái này được cái gậy của bắp này phân tách làm gì. Rồi cái này bán được 87 luôn này, ngon vãi ạ. 30 sắc thương chém mà cũng ghê đấy. Từ ạ, để từ từ ạ. Cái đấy phải nhìn nhìn lại. 33 từ từ mình phải tách ngọc ra chứ phân tách bây giờ thì nó mất viên ngọc phí quá. Tách ngọc ra mất 28 ạ. Ok tách ra đi chứ để mất 28 phí quá. À mất viên ngọc tách ra bán thêm nó có được bao tiền. Vẫn được 33, ngon. Cái này cũng 42 này, ngon. 24, 13 giáp. Quần di sản vớ vẩn, bán sơ đi. Kiếm này cũng ngon này. Cần lên thêm có 2 sát thương vớ vẩn, đáp đi. Mấy khá nhiều đá cổ ngữ. Hai phần trăm của cái đóng băng. Mấy cái đá cổ ngữ này mình có thể phân tách ra thành phân tách ra thành cái này được. Đá nào cũng chỉ phân tách ra thành cái đấy thôi. Đây mấy viên đá đắt tiền mình bán sớ đi. Như viên đá 85 này này, 2% cỗ cái đóng băng mà bán được 85 đồng ạ. Ngon. 64 96 hơi ít, 46 hơi ít. 2% cỗ cái đóng trang được 64 bán này. Ok. Cái này là ok rồi đấy. Ok. Tạm biệt. So long. Chào nào, bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ đi tít về đây. Mình có thể tele về đấy. Ui. Và mình còn rất nhiều nhiệm vụ phụ chưa làm. Trong game này đúng là nếu mà mình làm hết tất cả mọi thứ chắc là chắc là phải 200 giờ chơi mất. Thôi nghỉ ở đây thôi. Xuống cơm. Bye.